Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Dịch bệnh COVID-19 cũng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2021 của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. GDP chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước, cho nên nhiệm vụ bức thiết phải đưa sản xuất trở lại hoạt động trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh. Phó Thủ tướng yêu cầu song song với đó phải khôi phục nhanh các khu vực, các địa phương và lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để tạo sự động lực phát triển kinh tế đồng bộ, toàn diện, phấn đấu đạt được chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm, lấy đà cho những năm tiếp theo.